Thưa quý vị, có thể nói năm 2017 là năm mà Việt Nam có rất nhiều những đại diện nhan sắc đến với đấu trường thế giới. Các cuộc thi trong nước cũng liên tục được khởi động để tìm kiếm và tuyển chọn những người đẹp đủ tầm để tham dự các cuộc thi về sắc đẹp của quốc tế. Dù vẻ đẹp hình thể chỉ là một trong ba tiêu chí để tìm ra một người xứng đáng nhất trong các cuộc thi hiệu hoa hậu, tuy nhiên đã có rất nhiều tranh cãi xảy ra khi rất nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước hiện nay không còn hướng tới vẻ đẹp đặc trưng của người Việt. Nhìn vào những nhan sắc được đăng quang thời gian qua, chúng ta thấy phảng phất đâu đó hình ảnh của những vẻ đẹp lai Tây hoặc những vẻ đẹp đầy khác lạ. Tất nhiên cũng có nhiều những quan điểm cho rằng trong thời buổi hội nhập thì sắc đẹp cũng không ngoại lệ. Việc vẻ đẹp Việt Nam hướng ngoại tới chuẩn của quốc tế là một tín hiệu đáng mừng, nhất là khi mà đã có những cô gái sở hữu vẻ đẹp ấy giành thứ hạng cao trong các cuộc thi nhan sắc thế giới. Và bởi vậy, tại các đấu trường nhan sắc trong nước, đặc biệt là các cuộc thi nhan sắc năm nay, vẻ đẹp khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang đã trở nên hiếm hoi, nhất là khi xuất hiện một trào lưu người mẫu thi hoa hậu. Và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Phó giáo sư tiến sĩ nhà nhan sắc học Mai Văn Hưng, một người đã có thâm niên trong nghề giám khảo các cuộc thi nhan sắc về chủ đề này. Quý vị hãy cùng theo dõi. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Hưng, ông có thể cho biết chỉ số nhan sắc học là gì và nó có ý nghĩa như thế nào trong các cuộc thi nhan sắc không ạ? Trước hết là phải nói rằng là chỉ số đó là một cái con số. Cái con số ấy nó chỉ một cái đặc điểm nào đó trên cơ thể người. Ở trong này chúng ta có chỉ số nhan sắc, tức là cái chỉ số về phép đo trên cơ thể người. Bắt đầu từ thuật ngữ nhân là người, mà chắc là đo. Ví dụ người ta đo đất thì người ta gọi là chắc địa, mà người ta đo người thì gọi là chắc nhân. Nhưng gọi kiểu Trung Hoa thì gọi là nhân chắc. Vậy nhân chắc được hiểu là phép đo các kích thước trên cơ thể người. Trong nhiều năm qua thì các cái chỉ số nhân chắc học ở các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam đã thay đổi như thế nào, và có phải là cuộc thi nào cũng đề cao cái chỉ số này không ạ? Các cuộc thi hoa hậu của Việt Nam bắt đầu từ rất lâu. Người thi hoa hậu đầu tiên là Bùi Bích Phương. Khi ấy các chỉ số nhân chắc không giống như bây giờ. Thí dụ như là người ta chỉ cần chiều cao là 1m60. Cô Bùi Bích Phương là một người thấp nhưng lại thành hoa hậu, bởi vì cái kích thước chỉ là một trong số các tiêu chí. Ngoài ra còn các đặc điểm trên gương mặt, các cái đặc điểm của các cái bộ phận khác nhau trên cơ thể, và hơn nữa đó là sự thông minh. Tuy nhiên qua thời gian thì người Việt Nam của chúng ta ngày càng có chiều cao tốt hơn. Tuy nhiên cái sự tốt này nó cũng rất chậm. Vì thế cho nên đến bây giờ phụ nữ Việt Nam chỉ cao trung bình có hơn 1m54, nam giới có hơn 1m64, thuộc nhóm các nước thấp nhất thế giới. Nói là vậy nhưng chúng ta vẫn cao hơn trong quá khứ. Vì thế cho nên các cuộc thi sắc đẹp về sau thì chiều cao được tăng dần lên. Thế ngoài cái chỉ số chiều cao ra thì các cuộc thi hoa hậu ngày nay quan tâm nhiều hơn nữa đó là các vòng trên cơ thể. Khi công bố các kích thước của cơ thể trong một cuộc thi hoa hậu, người ta thường chỉ nói đến chiều cao, cân nặng và số đo 3 vòng. Nhưng cái vòng 1 ấy, có những người to nhưng nó lại không phải là đẹp, do cái vòng gọi là vòng 1,5. Ta hình dung thế này, cái vòng 1 là đo qua hai cái bầu vú, cái vòng 1,5 là qua hai cái chân vú. Thí dụ như là qua hai cái bầu vú có kích thước là 85 cm, qua hai cái chân thì được khoảng 70 cm. Ta lấy con số 85 trừ đi con số 70 thì ta sẽ được chiều cao của vú. Vậy nên cái chiều cao của vú này quan trọng hơn là kích thước của cái vòng mà ta chỉ đo qua hai cái bầu vú. Vậy theo ông thì một cô gái có chỉ số nhan sắc học như thế nào thì có thể trở thành hoa hậu của Việt Nam? Như tôi đã nói, người Việt Nam có kích thước nhỏ. Vì vậy cho nên các cái bộ phận trên cơ thể người Việt Nam cũng nhỏ hơn so với người nước ngoài, đặc biệt là với người phương Tây. Thông thường thì khi mà chúng tôi đo nhan sắc cho các thí sinh thi các cuộc thi sắc đẹp, cái vòng 1 lý tưởng là 85, cái vòng 2 lý tưởng là khoảng 60, và cái vòng 3 lý tưởng là khoảng 87 cho đến 90. Và tỷ lệ như vậy là được coi là đẹp đối với phụ nữ Việt Nam. Trong trường hợp họ cao khoảng
1m65 đến 1m7. Với trường hợp cao chỉ 1m6 thì các tỷ lệ đó phải nhỏ hơn một chút. Có lẽ việc gây tranh cãi nhất trong thời điểm này có lẽ đó là việc ghi danh của siêu mẫu Hoàng Thùy tại cuộc thi hậu hoàn vũ Việt Nam. Hoàng Thùy thì sở hữu một cái gương mặt rất là góc cạnh, lạnh lùng, cá tính, và đặc biệt là cô còn có một cái đôi mắt một mí đặc trưng. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về những vẻ đẹp đó và cái điểm mạnh và điểm yếu của những nhan sắc ấy là gì ạ? Khi nói về người mẫu thì chủ yếu người ta nói đến các kích thước chứ ít quan tâm đến các vẻ đẹp trên khuôn mặt, ít quan tâm đến kích thước của mắt, của mũi, của miệng trên cái khuôn mặt của cái người mẫu đó. Vì vậy cho nên nếu một người mẫu nào đó mà có các cái cấu trúc của các bộ phận trên khuôn mặt mà nó không bình thường hoặc không đẹp hoặc không đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi hoa hậu thì thường dễ không đạt được các cái thành công trong cuộc thi sắc đẹp. Sau khi thời gian gần đây có rất nhiều những người mẫu lấn sân sang các cuộc thi hoa hậu và sự thành công của hoa hậu Phạm Hương là một ví dụ, vậy có phải là các cái cuộc thi hoa hậu của mình đang dần bị mất đi cái bản sắc không ạ? Theo tôi, cái vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông, gìn giữ nó được coi là một tài sản quốc gia, một tài sản của cả một khu vực. Chúng ta đừng có nghĩ đến chuyện mà phải giống Tây mới đẹp. Trong thực tế, người ta vẫn có câu là đẹp như Tây, có nghĩa là cái người Á Đông của chúng ta là muốn trở thành giống Tây. Thế tại sao người Tây lại không có điều ngược lại? Người Tây không hề nói rằng là muốn đẹp như Đông, không hề có chuyện ngược lại. Điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta đang muốn trở thành người giống Tây. Khi muốn trở thành người giống Tây thì sẽ không bao giờ thành Tây, bởi vì giống Tây khác với Tây. Trong các cuộc thi sắc đẹp, nếu ở trong nước thì chúng ta nên đặt tiêu chí vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông lên hàng đầu, bởi vì như tôi nói lúc đầu, nó là tài sản. Sắc đẹp không phải chỉ là của một con người mà nó là sự thông minh của tạo hóa tạo ra, tài sản của cả một dân tộc, một quốc gia hay một cộng đồng. Vì thế nên là chúng ta cần phải tôn trọng cái vẻ đẹp phương Đông thay vì cái muốn trở thành phương Tây. Tuy nhiên, trong một số trường hợp để tham gia các cuộc thi sắc đẹp nước ngoài, chúng ta có thể có sự xuất hiện của cả những cái người đẹp mà mang những đặc điểm giống như cái nét đẹp của người phương Tây, nhưng cái nét đẹp ấy phải là tự nhiên chứ không phải do vấn đề giao kèo. Hiện nay tại các cuộc thi nhan sắc trong nước thì đang rất đề cao cái vẻ đẹp tự nhiên mà không qua phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà tuy nhiên tại những cuộc thi lớn của thế giới, ví dụ như là cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới hay là Hoa hậu Hòa bình Thế giới chẳng hạn, thì người ta chấp nhận những thí sinh đã phẫu thuật thẩm mỹ. Mà đối với phụ nữ Việt Nam thì có rất là nhiều những cái khiếm khuyết về hình thể. Thì rõ ràng là chúng ta không thể nào có thể so sánh được với những người ở châu Âu, những người Tây, khi mà các cô gái đã có một hình thể đẹp rồi lại đã qua tác động của giao kéo nữa. Có phải chăng đây là cái lý do mà rất nhiều năm nay chúng ta không hề có một cái ngôi vị cao trong các cuộc thi này? Tôi nghĩ thế này, bản thân người Việt Nam của chúng ta là kích thước nhỏ. Vòng 1 của người phụ nữ Việt Nam là thuộc một trong số khoảng 10 nước bé nhất thế giới. Nếu chúng ta tác động giao kéo để nâng cái vòng 1 lên thì nó sẽ mất đi cái tính tỷ lệ tự nhiên giữa cái vòng 1 ấy với vòng 1,5, với vòng 2, với vòng 3. Nó làm nên một cái sự bất thường không còn tự nhiên nữa. Khi mà chúng ta đi thi gặp người phương Tây, họ vốn có cái vòng 1 nó to. Thế thì chúng ta cạnh tranh bằng cách là giao kéo để nó to giống họ thì nó lại mất tính tỷ lệ tự nhiên của mình, nhưng nó lại không đạt được như là cái tỷ lệ tự nhiên của họ. Bởi vì vòng 1 họ to thì vòng 2 họ tỷ lệ với vòng 1 và vòng 3, nó tạo nên một cái sự hài hòa cân đối hơn là chúng ta chỉ thiết kế thay đổi cái vòng 1. Kiểu gì rồi chúng ta cũng sẽ không bằng họ. Xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời trò chuyện với phóng viên của VTC14. Thank you.